Lý do tại sao tía không biết hai anh chị là bởi vì hai anh chị đi lâu quá không về. Tía có bị bệnh mất trí nhớ, bây giờ tía quên anh chị rồi. Ui da, cái gì vậy? Cái gì quánh quay vậy? Mẹ ở nhà mày chăm sóc tía làm sao mà mẹ để tía đi tía té tía đập đầu vô đá hay gì bây giờ mất trí nhớ? Bà đó, bà coi phim Hàn Quốc cho nhiều vô. Cái này là bệnh của tuổi già. Con nhỏ này hồ đồ, nào cũng hồ đồ hết. Bây giờ phải nhờ nó nè, mày đánh nó hoài. Bây giờ em dẫn dắt làm sao cho tía nhớ hai anh chị cô bây giờ sao? Em chăm sóc cho tía nên em rất là hiểu ý tía. Bây giờ tía sẽ trắc nghiệm, kiểm tra, đưa ra những câu hỏi IQ. Trả lời được những câu hỏi đó thì sẽ là con của tía, đúng không tía? À, Tây Xuân bứt phá. Đó, cái này yên tâm, cái này mình mau giống tía mà. Với cái trình độ thông minh của anh em mình thì chuyện này là chuyện nhỏ. Nếu con tôi thì phải biết. Dạ. Bà cố nội tôi có một bầy trâu. Bầy trâu. Chia cho ông nội tôi nửa bầy trâu. Còn một nửa bầy trâu bà cố nội tôi chia cho hai người em của ông nội tôi. Đó là ông nội chú và ông nội chú sao. Mỗi người một nửa bầy trâu. Là được 1/4 đúng không? Ông nội chú sao tôi mới chia lại cho ông nội tôi một bầy. Rồi ông nội tôi mới chia cho cha tôi một bầy. 3/7 cha tôi mới chia cho chú Tám nó một bầy, tôi nửa bầy. 9/2 Rồi chú Tám nó mới chia cho thằng cháu của tôi. Chú Tám với thằng cháu là chung một nhà. Hai bầy đó cộng lại chia cho mấy đứa chắc ở trong nhà. Rồi mấy đứa chắc ở trong nhà chia cho 18 đứa cháu nữa. Rồi bây giờ hỏi 18/2/7 rồi đó. Này búng cái là 18/2/7. Hỏi dòng họ tôi có bao nhiêu người? Vậy ôi tía chơi gì kỳ vậy tía? Nãy đưa ra nãy làm tính rồi. Tính quá trời râm. Cuối cùng là cái gì chết quốc vậy? Thịt. Câu này Thôi câu này thua. Tía làm khó tụi con quá tía ơi. Chắc là do là trí nhớ của tía đang có vấn đề. Nên là những câu hỏi nó hơi trục trặc một chút xíu. Nên thôi em sẽ đưa ra một phạm trù khác cho dễ chứng minh hơn. Ăn chù luôn. Dạ. Đứa nào dễ dễ cho chị nha. Tía ơi, bây giờ chúng ta không có đố IQ nữa mà mình sẽ bắt đầu mình chuyển sang mình đố về kỹ năng. Tía là tía thích rap đúng không? Đó, tía mê rap. Cho nên là bây giờ hai anh chị phải thể hiện cái dòng máu rapper ngay tại cái chỗ này. Trời ơi, cái gì? Cái đó là quá dễ em. Rapper. Chị nè, một fan trung thành của rap. Rồi, chị coi rap Việt á. Chị mê Superboy nha em. Rap name của chị là Sukuna. Trời ơi, dữ. tôi khoái ca rít nè. Rap đen là gì? Rap đen của tôi là karaoke. Dữ luôn, dữ karaoke luôn. Nha. Tía mê rap vậy đó là tía. Trời có rap đen không? Đội nón luôn đó. Tía đội nón vàng hả tía? Khi nào tụi bay hát là tao quăng. Quăng nón rồi. Nhưng mà con chưa biết rap nem của tía. Tía mê ai tía? Tâm mê đen vâu. Đen vâu. Rap nem của tôi là đen thui. Trời ơi. Sao đặt cái rap nem gì mà không thấy có tiền đồ luôn á nha. Kệ người ta, miễn sao người ta làm được thôi. Tía giờ ví dụ mà con thích Binzy á thì con lấy rap nem gì tía? Mày lấy bình con ó đi. Ngon luôn. Ngon luôn mày. Trời ơi, nghe là thấy năng lượng tràn trề trong người luôn. Được người tía. Ta đi rap còn mày trời. Người ta đi rap còn mày đi ó thôi. Ok. Và bây giờ rapper Bin con ó xin giới thiệu một màn trình diễn rap. Yeah. Karaoke à. Yeah. Are you ready? Karaoke ready. Sukuna, yeah. Tôi là từ Tết, yeah. Gì cũng có hết, yeah. Thời đại hơi mệt, yeah. Nhưng không bê bết, yeah. Yeah. Vô. Yeah. Thôi, yeah ra, yeah. Ủa sao không quăng nón mà quăng vest? Thường như cuốn phát sóng vào lúc 22 giờ thứ hai, 3, 4 hàng tuần.